Bắt đầu. Hà Ninh ơi, hôm nay con làm cái máy gấp quần áo phải không? À, bước 1, bước 2, bước 3. Thế là xong phần máy gấp quần áo, xong sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm thứ hai, chị Ngọc và Ngân Hà vẫn đang xem cái phần máy gấp của Hà Ninh. Hôm nay là ba chị em, bước 1, bước 2 và bước 3. À, đây là mấy sản phẩm máy gấp quần áo rất là đơn giản, dễ làm. Cái này làm thì gồm những gì Hà Ninh? Để làm cái máy gấp quần áo này, bìa cắt tông và kéo băng dính đúng không? Hai. Chữ. Cái nào là 20 cm nào con nào? Cái này là miếng này là mình cần hai miếng này. Ừ. Là chiều dài là 50 cm. Ừ. Chiều rộng là 25 cm. Chiều rộng là 25 cm. Còn hai cái hình vuông. Hai hình vuông. Chiều rộng là 25 cm. 25 cm. Ờ. Sau đó thì thao tác bước 1 này. Mình cắt ra mình dán vào. Cắt ra xong dán vào 2 bước 3. Ok. Đây là quần đúng không? Quần này quần ngố gấp hơi khó. À, rồi. Thế là hàng ngày ở nhà có thể các bạn cùng tuổi con năm nay học lớp 3 đúng không? Chị Ngọc năm nay học lớp 5 mà. Và Ngân Hà. À, Ngân Hà lớp mấy? Lớp 1. À, thế là 6 tuổi đúng không? Cũng có thể giúp bố, giúp mẹ để tự gấp quần áo khi mà bố mẹ vắng nhà đúng không? Bây giờ sẽ làm chậm từng bước để cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là như nào? Đúng rồi, ốp mặt xuống. Rồi. Nhìn không? À. Bước 1, bước 2, bước 3. Thế là thành công đúng không? Xem sản phẩm nào, muốn xem sản phẩm. À, bây giờ Ngân Hà thử làm thế nào? Ừ. Bây giờ là Ngân Hà sẽ bắt đầu học gấp quần áo. Bước 1 là quay lại này. Rồi. Để em tự làm đi. Để em tự làm này. Bước 1. Bước 2. Bước 3. À, thế là đã xong cái quần áo đúng không? Thôi, xin chào các bạn nhé. Nào. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. À, Ngân Hà và Hà Linh sẽ hướng dẫn các bạn cùng các bạn học cách gấp quần áo. Nếu các bạn muốn học cách gấp quần áo thì có thể liên hệ với bạn Hà Linh và bạn Ngân Hà nhé.